Xin chào tất cả các anh chị, chúng ta đã quay trở lại với dự án Battery Grand View. Và tôi là Thành Tấn, Tấn cũng vừa mới hỗ trợ rất là nhiều khách hàng booking để chọn mua cho mình những sản phẩm bất động sản ở tại dự án căn hộ Battery Grand View này của mình. Vì bản thân Tấn cũng đã công tác ở tại dự án này cũng hơn gần 4 năm rồi thưa các anh chị, từ năm 2021 cho đến nay thì cũng sắp đến năm 2025 rồi. Thì tất cả những anh chị đã quan tâm đến cái khu đô thị này của mình từ những giai đoạn đầu lúc mà triển khai sản phẩm top tầng thì đều đi xem rất là nhiều và cũng mong chờ sản phẩm cao tầng này chúng ta triển khai. Thì đến cái thời điểm này là cái thời điểm mà rất là nhiều anh chị chúng ta đi tham quan và đã đặt booking để quyết tâm là chọn mua cho mình những căn hộ đẹp nhất ở tại dự án này. Và bản thân Tấn cũng là người rất là may mắn khi được là người hỗ trợ đến tất cả những anh chị chúng ta, những anh chị đang xem clip này. Thì đây cũng là một cái duyên để chúng ta có thể làm việc với nhau lâu dài. Khi mà các anh chị chúng ta chọn mua những bất động sản tốt thì bản thân Tấn sẽ có cơ hội được làm việc với các anh chị chúng ta rất là lâu dài ở những giai đoạn tiếp theo. Từ giai đoạn mà các anh chị chúng ta booking rồi mở bán, chọn căn, tức là chọn căn như thế nào cho nó phù hợp với đến các anh chị. Thứ ba đó chính là giai đoạn các anh chị chúng ta thanh toán ở những cái đợt thanh toán của các anh chị cho cái căn hộ mà các anh chị chúng ta đã mua. Rồi tiếp theo nữa là trong quá trình thanh toán hay là các anh chị chúng ta mua thì chúng ta sẽ xuất hiện những cái yếu tố phát sinh. Thì bản thân Tấn cũng là người hỗ trợ các anh chị chúng ta cần bước từng bước một những cái thủ tục giấy tờ ra sao để cùng các anh chị chúng ta lên chủ tư để ngồi đàm phán trao đổi trực tiếp như vậy. Hay là các anh chị chúng ta cần những cái yếu tố liên quan đến tiến độ xây dựng, Tấn đều cập nhật thường xuyên đến cho tất cả các anh chị chúng ta luôn. Và bên cạnh đó thì vào cái thời điểm các anh chị chúng ta bàn giao nhà thì bản thân Tấn cũng là người đi bàn giao nhà cùng với các anh chị chúng ta sẽ tìm ra những cái ngóc ngách để chúng ta đi soi tất cả mọi thứ, cái căn nhà của anh chị chúng ta có được hoàn chỉnh hay chưa. Khi đó chúng ta mới ký vào cái biên bản bàn giao nhà và chúng ta nhận nhà. Và tiếp theo đó là các anh chị chúng ta có nhu cầu cho thuê hay là chúng ta muốn chuyển nhượng lại thì Tấn sẽ là người đi tìm khách hàng thuê cho các anh chị. Rồi chuyển nhượng lại thì Tấn cũng bỏ tiền ra để chạy marketing, để giới thiệu khách, để mà bán cũng là mua cái căn hộ của các anh chị. Và ngoài ra nữa, cái giai đoạn mà các anh chị chúng ta nhận sổ, trường hợp các anh chị chúng ta giữ lại đến giai đoạn nhận sổ thì bản thân Tấn cũng là người trực tiếp hỗ trợ các anh chị chúng ta những yếu tố liên quan đến hồ sơ nộp sổ như thế nào, thời gian bao lâu thì các anh chị chúng ta nhận sổ, thì Tấn sẽ hỗ trợ take care thật là kỹ đến cho tất cả các anh chị. Chính vì như vậy bản thân Tấn cũng làm nghề hơn 8 năm rồi, thực sự là cũng gần 10 năm. Chính vì như vậy đây là một cái sự nghiệp của Tấn với công việc tư vấn đầu tư bất động sản, chứ không phải là chỉ làm 1 năm 2 năm hoặc là làm được cái giai đoạn này tốt thì chúng ta làm, không tốt thì chúng ta nghỉ. Thực sự là bản thân Tấn là không phải là như vậy. Đây là một công việc rất là nghiêm túc với bản thân Tấn. Và Tấn cũng hy vọng rằng những anh chị chúng ta chọn cho mình một bạn sale tư vấn có đủ kiến thức cũng như là am hiểu ở tại dự án đó cũng như thị trường đó, để giúp cho các anh chị chúng ta có thể một cách tốt nhất về những cái vấn đề phát sinh sau này. Thực sự là như vậy. Rồi, thì hôm nay thì Tấn sẽ đi vào cụ thể về chính sách thanh toán của dự án Battery Grand View. Và ngày hôm nay cũng là ngày công bố cái chính sách này thưa các anh chị. Hôm nay là ngày 21 tháng 11 và chỉ còn vài ngày thôi. Vào ngày 26 thì chủ đầu tư sẽ chính thức không nhận booking nữa để chuẩn bị cho cái buổi mở bán. Vào ngày 1 tháng 12 năm 2024 là chủ đầu tư sẽ mở bán dự án phân khu Battery Grand View rồi các anh chị ạ. Chính vì như vậy chỉ còn vài ngày nữa thôi là chúng ta sẽ kết thúc cái đợt booking cho cái phân khu Battery Grand View này. Nên những anh chị chúng ta đang xem clip này mà chúng ta chưa có booking thì không biết là các anh chị chúng ta đang phân vân cái yếu tố gì nữa. Có thể là giá bán, có thể là chính sách thanh toán, có thể là vay, hay là những yếu tố liên quan đến tiềm năng của khu vực này, hay là yếu tố liên quan đến đến dòng tiền của các anh chị, hay là yếu tố ngân hàng, hay là bất kỳ những yếu tố liên về pháp lý của dự án, hay là mặt bằng căn, hay là thiết kế, hay là bàn giao nhà, hay là nhu cầu ở, hay là nhu cầu đầu tư. Cái yếu tố này chưa phù hợp thì các anh chị chúng ta hãy nhắn vào số hotline của Tấn 0932048567 nha các anh chị. Tấn sẽ hỗ trợ tư vấn chi tiết đến cho tất cả các anh chị. Ok, chúng ta sẽ vào cái chính sách thanh toán các anh chị nhé.
Tấn cũng vừa có nhiều khách hàng nhắn hẹn đi xem. Ok, các anh chị chúng ta cứ an tâm là chúng ta liên hệ đến số hotline của Tấn thì Tấn sẽ trực tiếp hỗ trợ các anh chị chúng ta. Nếu mà trường hợp mà tiện, Tấn sẽ đón các anh chị chúng ta đi vào tham quan luôn. Nếu mà trường hợp mà các anh chị ta sẽ sắp xếp được thì các anh chị đến và Tấn sẽ đón nha các anh chị. Và Tấn sẽ thường xuyên ở đó, nhưng mà thỉnh thoảng Tấn lại đi ra ngoài. Chính vì như vậy các anh chị chúng ta hãy cố gắng giúp Tấn gọi một cuộc. Hoặc là chiều nay anh chị sẽ đi đến The Global City, hay là sáng mai anh chị đi The Global City, vui lòng nhắn cho Tấn trước một câu. Tấn sẽ tiếp đón các anh chị chúng ta chu đáo nhé. Cảm ơn các anh chị rất nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào chính sách thanh toán của dự án căn hộ Master Grand View. Thì chúng ta sẽ có 3 phương thức thanh toán, trong đó thì chúng ta chia làm hai loại các anh chị nhé. Một nhóm đầu tiên là chúng ta sẽ sử dụng vốn tự có. Cái nhóm thứ hai là chúng ta sẽ sử dụng vốn vay từ phía bên ngân hàng. Đầu tiên là chúng ta sẽ nhóm cái hai cái chính sách này là chính sách vốn tự có của các anh chị mình trước. Đầu tiên đó chính là thanh toán nhanh. Ok, thanh toán nhanh thì như các anh chị chúng ta đang xem trên màn ảnh thì chúng ta sẽ được chiết khấu là đến 16%, và 16% này trên cái giá trị của căn nhà chứ bao gồm VAT, và sau đó trừ đi những cái vấn đề chiết khấu thanh toán nhanh hay là bảo tặng gì đó, chúng ta sẽ chiết khấu đi hết, sau đó thì chúng ta mới VAT lên, đó là cái giá cuối cùng nha các anh chị. Rồi, chúng ta sẽ có chính sách thanh toán cụ thể như sau. Thanh toán sớm thì đầu tiên thì các anh chị chúng ta sẽ booking có hoàn lại ở tại tiệm bây giờ. Chỉ còn lại 5 ngày nữa thôi là các anh chị chúng ta sẽ kết thúc cái đợt booking này. Nên các anh chị chúng ta chưa booking thì liên hệ đến số hotline của Tấn nhé. Tấn hỗ trợ các anh chị chúng ta chu đáo về cái dự án này. Booking hay là mua gì đó các anh chị chúng ta không quan trọng, miễn là Tấn giải đáp bất kỳ một cái thắc mắc của các anh chị cảm thấy là ok, hợp lý, phù hợp thì các anh chị mới mua, còn không thì thôi. Nên ngã chờ. Rồi, chúng ta sẽ được ưu đãi là 16%. Nếu mà trường hợp các anh chị thanh toán nhanh, chúng ta sẽ booking có hoàn lại là 100 triệu mỗi khách hàng booking tối đa 3 booking. Đó, để giảm thiểu cái việc mà các anh chị chúng ta có rất là nhiều nhóm đầu cơ mua cái dự án này các anh chị, mà chủ đầu tư rất không thích với yếu tố này, và bản thân Tấn cũng không thích đầu cơ lắm đâu. Các chị chúng ta mua thực tế thì như thế nào đó, Tấn sẽ hỗ trợ 1, 2, 3 căn gì đó, hoặc là 4, 5 căn tùy theo cái nhu cầu cũng như gia đình của mình. Nhưng mà mua một sàn, hai sàn thì bản thân Tấn cũng không chấp nhận được. Tại vì mua rất là nhiều dự án, mua xong mới để đó 3, 4 năm, thậm chí là chục năm chưa khai thác được luôn. Thậm chí để đó, để trống như vậy thì làm ảnh hưởng đến cái khu đô thị cũng như là cái hệ sinh thái của dự án, cũng như là cái giá trị của dự án mang lại cho cư dân. Nó cũng bị ảnh hưởng rất nhiều đó các anh chị, nên tránh cái việc đầu cơ. Rồi, Tấn cũng nói quan điểm này thì thực sự có nhiều anh chị chúng ta có thể thích đồng ý hay là không đồng ý, nhưng mà bản thân Tấn thì thực sự là một cái dự án chúng ta đầu tư đâu đó thì nó tầm khoảng chừng 3 đến 5 căn gì đó, rồi sau đó Tấn có thể thanh khoản, hay là trong đó dưới 10 căn, nhưng mà các anh chị chúng ta mua để đầu tư chứ đừng có đầu cơ là được. Rồi, 100 triệu thì chúng ta booking, sau đó thì chúng ta có hoàn lại nha các anh chị. Nếu mà trường hợp các anh chị chúng ta không chọn được căn, hay là chúng ta chưa có cảm thấy thích ở cái thời điểm mới bán, hay là chúng ta chưa cảm thấy giá nó phù hợp ân ý, hay là chúng ta thời điểm đó thì chúng ta không muốn mua nữa, thì chúng ta sẽ làm thủ tục hoàn thiện lại. Đó, 100 triệu này thì vào cái ngày mở bán thì chúng ta ngày 1 tháng 12 này chúng ta sẽ chuyển sang cọc. Và sau đó trong vòng 10 ngày thì trong vòng 7 ngày chúng ta sẽ thanh toán 10%. Ví dụ một căn 10 tỷ 2 phòng ngủ đi, thì chúng ta sẽ thanh toán 10% tương đương với 1 tỷ vào ví dụ ngày 1 tháng 12, thì chúng ta sẽ thanh toán vào ngày 7 tháng 12 thì chúng ta sẽ thanh toán 10%. Và sau đó tháng 3 năm 2025 chúng ta sẽ thanh toán 10%, tháng 6 2025 dự kiến là lúc đó là ký hợp đồng mua bán thì chúng ta sẽ thanh toán 10%. Rồi, đến tháng 7 năm 2025 thanh toán 70% còn lại. Và tháng 12 năm 2026 là chúng ta sẽ nhận bàn giao nhà. Đây là chính sách thanh toán nhanh, chiết khấu 16%, rất là tốt nha các anh chị. Trường hợp mà các anh chị chúng ta mua để đầu tư mà có dòng tiền sẵn thì các anh chị ưu tiên thanh toán nhanh này để chúng ta có được cái giá tốt nhất nha. Thực sự là như vậy các anh chị. Căn hộ của chúng ta thì chỉ có một hầm, 5 tầng nổi và
trong đó có 25 tầng thương, là 25 từ tầng 6 tới tầng 25 là căn hộ, tầng 24 thôi, tầng 25 là tầng kỹ thuật. Chính vì giờ vậy mà chúng ta có số lượng căn rất là ít, chỉ có 618 căn thôi. Rồi các anh chị, chúng ta đã hiểu về cái chính thanh toán nhanh chưa ạ? Rồi ok nha các anh chị, bây giờ chúng ta sẽ đến với lại thanh toán theo tiến độ. Trường hợp các anh chị chúng ta có dòng tiền sẵn hết rồi, các anh chị chúng ta nên thanh toán nhanh, thực sự là như vậy. Nên nha các anh chị, nên để mà chúng ta được hưởng cái chiết khấu tốt nhất. Đầu cái tiết chính sách thứ hai, cái nhóm mà các anh chị chúng ta có dòng tiền có sẵn á, thanh toán theo tiến độ ưu đãi 11%. Đây là con số cũng khá là tốt đó, 11%. Ví dụ căn 12 tỷ đi, các anh chị chúng ta ưu đãi 11%, còn có 11 tỷ thôi, 10 tỷ 9 thôi. Thực sự là 2 phòng ngủ 10 tỷ 9 ở ngay tại trung tâm thương mại lớn nhất tại khu vực miền Nam, ngay tại khu đô thị The Global City, thì đây là một cái dự án rất là tốt. Ok, đầu tiên các anh chị chúng ta sẽ booking, có hoàn lại là 100 triệu vào ngày mở bán, ngày 1 tháng 12, chúng ta sẽ chuyển cọc. Và các anh chị lưu ý nha, đến ngày 26 là chủ đầu tư đã ngưng nhận booking rồi. Khi đó, sau đó thì các anh chị muốn booking thì cũng không book được đâu. Đây là chủ đầu tư rất là, họ đã đưa cái rule rồi, thực sự là như vậy. Và Tấn đã tham gia triển khai bán hàng cho chủ đầu tư Matra Home thực sự là lâu lắm rồi. Và nguyên tắc thực sự là như vậy các anh chị, nên là các anh chị chúng ta cố gắng dành một cái thời gian chúng ta đi tham quan tìm hiểu, hay là có bất kỳ một cái thắc mắc gì mà các anh chị chúng ta đi tham quan mà chưa giải quyết được á, thì các anh chị chúng ta liên hệ đến Tấn nhé. Ok, trong vòng 7 ngày các anh chị thanh toán 10%, ví dụ căn 10 tỷ thì trong sau vài 7 ngày chúng ta sẽ thanh toán 10%, tương với 1 tỷ, bao gồm 100 triệu, nghĩa là các anh chị chúng ta chỉ có 900 triệu thôi. Rồi đến tháng 3 2025 chúng ta sẽ thanh toán được 10%, tương đương với khoảng 1 tỷ. Tháng 6 2025 chúng ta sẽ ký hợp đồng mua bán, thanh toán thêm 10%, là chúng ta đi đúng với lại nguyên tắc pháp luật của Việt Nam về luật bất động sản, luật kinh doanh bất động sản. Chúng ta thanh toán tối đa 30% đến cái thời điểm ký hợp đồng mua bán, tối đa chỉ 30% đến ký hợp đồng mua bán thôi. Đó là thanh toán theo tiến độ. Rồi đến tháng 9 năm 2026 chúng ta sẽ thanh toán, tức là nghĩa tại cái một này này, cái đoạn này này, các anh chị thanh toán trung bình là 9% trên quý, nghĩa là 3 tháng các anh chị thanh toán 9%, 3 tháng các anh chị thanh toán 9%, nghĩa là tháng 6 2025 này các anh chị chúng ta ký hợp đồng mua bán, chúng ta thanh toán 10% rồi đúng không? Sau đó cứ mỗi 3 tháng các anh chị thanh toán 9%, cứ mỗi 3 tháng các anh chị thanh toán 9%, cứ mỗi 3 tháng thanh toán 9%, cứ 5 lần như vậy. Cứ 5 lần như vậy nha các anh chị, thì chúng ta sẽ ngưng lại, và đến tháng 9 năm 2026 thì chúng ta thanh toán 45%, và bàn giao nhà thì thanh toán thêm 25% nữa. Thì tổng cộng là 95%. Đó, nghĩa là đến tháng 9 năm 2026 thì thanh toán tổng cộng cái cộng phía bên này là 70%, còn 25% là nhận bàn giao nhà. Rồi đó là hai cái phương thức thanh toán mà các anh chị chúng ta sử dụng vốn tự có. Trường hợp các anh chị chúng ta vay ngân hàng thì như thế nào? Ngân hàng thì ở đây thì ngân hàng thứ nhất là Techcombank hỗ trợ cho vay, thứ hai là hỗ trợ cho vay như các anh chị chúng ta đang xem là sẽ hỗ trợ vay là 80% giá trị của căn nhà, rồi hỗ trợ lãi suất là đến 30 tháng 0% đó. Và chúng ta sẽ có cái phương thức thanh toán như sau. Đầu tiên các anh chị chúng ta sẽ đặt cọc là 100 triệu nghĩa booking còn lại đó. Sau đó thì trong vòng 7 ngày các anh chị thanh toán 10% khi mà các anh chị chúng ta chọn được căn. Đến tháng 3 2025 chúng ta thanh toán 10%. Và ngân hàng giải ngân cái khoản này cho các anh chị, ngân hàng giải ngân cái khoản 70% này và 10% còn lại, và cái thời điểm bàn giao nhà thì ngân hàng cũng giải ngân cho mình, nghĩa là chúng ta phải có sẵn 20% từ các anh chị, chúng ta có sẵn 20% để thanh toán cái đợt đầu và đợt tiếp theo.
Thì đây là cái chính sách trong vay dành cho tất cả các anh chị chúng ta khi mà chúng ta tìm hiểu cũng như là chọn mua tại dự án này. Cái chính sách này nó tương đương với cái vay á, nghĩa là các anh chị chúng ta không gốc không lãi trên chiếc dàn nhà này, cộng thêm cái hỗ trợ lãi suất thêm 12 tháng sau bàn giao nhà nữa, thì nó tương đương ở tầm khoảng chừng 30 đến 33 tháng gì đó. Đây là cái chính sách mà hiện nay chủ đầu tư Matrai Home của chúng ta đang đưa ra để mà khảo sát đến cho khách hàng của mình. Các anh chị chúng ta có thể nghĩ ra đây là có thể là cái chính sách mà có thể được áp dụng đó. Thì bản thân Tấn nghĩ là đây là một cái khảo sát, nhưng mà để giúp cho các anh chị chúng ta xem có phù hợp và chọn cái loại nào là nhiều nhất để chủ tư sẽ đưa ra những chính sách tốt nhất đến cho tất cả các anh chị. Và bây giờ hiện nay cũng đã hơn 15 phút rồi, thì bản thân Tấn cũng là người tư vấn bất động sản ở tại dự án này cũng khá là lâu, và cũng đang có rất là nhiều khách hàng booking tư vấn cũng như tìm hiểu cái dự án này. Và bản thân Tấn cũng rất là mong muốn được làm việc với tất cả các anh chị được lâu dài. Giống như vậy, các anh chị chúng ta đang có bất kỳ một thắc mắc hay là những câu hỏi gì liên quan đến dự án này thì hãy liên hệ đến số hotline của Tấn nhé. Tấn sẽ hỗ trợ tư vấn chi tiết đầy đủ và tốt nhất đến cho tất cả các anh chị. Tôi là Lê Thành Tấn, chuyên gia tư vấn đầu tư bất động sản với hơn 8 năm kinh nghiệm tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các anh chị clip tiếp theo. Xin chào.